Vâng, và chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Audio. Trong thời gian vừa qua thì em đã đưa về rất rất nhiều sản phẩm mới chính hãng để giới thiệu các bác. Ngày hôm nay thì tại kênh của Bờ Audio sẽ tiếp tục gửi tới bác một sản phẩm nữa. Đó thiết bị đầu giải mã dành cho những bác có nhu cầu mà nó rất phổ thông như sau, là các bác có thể muốn nghe giải mã tín hiệu qua cổng qua từ trên YouTube xuống này, qua trên TV xuống này, hay là giải mã từ máy tính sang, hay là giải mã qua những thiết bị nguồn phát nhạc số như Bluetooth. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác một sản phẩm đến từ thương hiệu Cambridge Audio, một thương hiệu đến từ Anh Quốc với thiết bị có tên mã là Dark Magic 200M. Sản phẩm này đang có mức giá niêm yết tại hãng là 16.680.000 và tại shop Bờ Audio sẽ có giá chiết khấu cực kỳ tốt cho bác mua tại kênh của nhà em các bác nhé. Cực kỳ tốt cho bác, đó là giá chỉ có 13.800.000 đồng, hỗ trợ bao ship toàn quốc cho thiết bị này. Ok, và ngay sau đây thì em sẽ mở hộp và em sẽ unbox cũng như là review luôn cho bác những sản phẩm đầu giải mã này, với một cái thiết kế khá là nhỏ gọn, tiện lợi cho các bác kê kích cũng như là chúng ta để trên bàn làm việc cũng được, hoặc các bác có thể để trên nối ghép vào thiết bị cũng được. Khi mà mở hộp ra thì các bác sẽ có là một cái phụ kiện, hộp phụ kiện riêng. Cái này thì có lẽ sẽ có đầy đủ cho bác dây nguồn, những chấu dây nguồn để các bác cắm nguồn và kết nối thiết bị. Sẽ hướng dẫn catalog của Cambridge. Cambridge thì đã có rất nhiều sản phẩm từ trung cấp tới cao cấp mà được thị trường đón nhận rất là nhiều, như là Cambridge CNV2, Cambridge CE81 hay là sản phẩm cao hơn như thế. Đấy. Đây, chiếc đầu giải mã rất là nhỏ gọn các bác nhé, nó cực kỳ là nhỏ gọn. Với thiết kế dạng tông màu xám đặc trưng của Cambridge, và đây là một màu nó cũng khá là dễ ghép với đồ, bởi vì nó không phải là màu đen, không phải là màu trắng mà là màu xám, thì nó trung lập như thế. Ở đây sẽ có là thiết kế dạng màu một khối vuông nhỏ với đường với ở phía trước thì có một cái thiết kế dạng bằng nhôm nguyên khối cực kỳ dày. Em ước chừng cái này là khoảng tầm 3 mm các bạn. Đó. Xin lỗi các bạn là khoảng 5 5 mm. Với nhựa đây em sẽ đặt máy quay xuống cho các bạn xem một chút đấy. Đặt máy quay xuống cho nó gọn để chúng ta không bị rung. Đây là cái thiết kế của Cambridge DAC Magic 200M các bạn nhé. Và nó có một cái sở hữu một con chip ấy, là con chip ES9028Q2M. Đây là một chip rất là cao cấp của Cambridge mà rất nhiều hãng cũng đã sử dụng để xử lý tín hiệu, và nó xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số, tức là cũng có các nguồn phát đầu vào như là đường cổng quang, Bluetooth các thứ đấy, hay là từ CD vào, nó có thể hỗ trợ giải mã tín hiệu lên tới là 32 bit, đặc biệt là lên tới tần số lấy mẫu của nó sẽ lên tới là 768 kHz các bạn. Đây là mức lấy mẫu rất là tốt cho những sản phẩm DAC như thế này. Bình thường thì nó chỉ khoảng tầm 24 bit 192 kHz thôi, nhưng mà nó có thể xử lý tần số lấy mẫu lên tới 768 kHz. Thì để mà đạt được điều đó thì có nghĩa là cái bản nhạc của chúng ta chất lượng rất là cao, rất là cao. Thường thì em nghĩ là những bản nhạc đó sẽ thường sẽ được phát trên máy tính qua cổng USB DAC, thì nó sẽ qua phần mềm chơi DSD nữa thì nó mới có thể đưa ra tín hiệu cao như vậy được. Và trang bị công nghệ MQA, ở đây các bạn có thể thấy MQA này. MQA này công nghệ là gì? Là công nghệ giải mã tín hiệu nhạc số chất lượng cao qua những phần mềm nghe nhạc trực tuyến như là Spotify, Tidal rồi Deezer vân vân, để các bác có thể nghe qua đó và sử dụng rất nhiều ngõ kết nối. Thì các bác nhìn có thể quan sát ở thế, ở đây là sẽ có các ngõ đầu vào, đây là nút suộc đầu vào để chọn đầu vào này, USB này, D1, D2, Bluetooth vân vân, đó là những ngõ đầu vào cổng quang. Bên cạnh đây thì em nghĩ là ngõ để enter, nút để enter chọn, các bác chọn đầu vào và các bác sẽ enter. Cái này không phải nút volume ấy, chỉ là enter thôi. Và ở bên này sẽ có thêm nút filter, các bác có thể nhìn rõ không? Không biết trong camera nhìn có rõ không? Sẽ có nút filter và có 3 chế độ là short delay, slow và fast, có nghĩa là nó hỗ trợ chúng ta là một delay, hỗ trợ âm thanh có delay một chút, rồi chuyên về khu vực slow và nó chậm hơn, và nó thêm một cái nữa là có thể delay nhanh hơn, đó là về cái tốc độ của delay. Đấy. Ở đây sẽ có rất nhiều khả năng chơi như chiếc DSD 64, 128, 256 và 512. Đặc biệt ý là cái thiết bị này thì nó sẽ có thể hỗ trợ cho chúng ta là vừa là một cái đầu giải mã, vừa là một cái chiếc cho thiết bị ngõ đầu vào, cũng như là một chiếc để các bác có thể chơi head amp luôn. Tức là các bác nếu mà các bác chơi tai phone cao cấp, các bác có thể sử dụng thiết bị này để vừa làm đầu giải mã vừa chơi tai phone được. Thì rất nhiều bác là muốn buổi tối các bác muốn nghe nhạc nhưng mà không muốn làm phiền đến người nhà, thì các bác có thể nghe các thiết bị đầu vào, chúng ta mua tai phone và chúng ta sẽ chơi qua ngõ tai phone này để các bác nghe nghe nhạc tận hưởng, nằm ở sofa chúng ta nghe nhạc mà không bị ảnh hưởng tới gia đình con cái.
đó là những thứ mà cũng là một cái yếu tố hay cho thiết bị này. Và về kích thước của nó thì chúng ta biết là em có thực ra thì ở trên thông số của hãng có ghi rõ là kích thước là chiều rộng này sẽ là 21,5 cm, chiều cao là khoảng 5,2 cm và chiều sâu sẽ là khoảng 19,1 cm và cân nặng khá là nhẹ, nó nặng khoảng 2,2 à, xin lỗi bạn, 1,2 kg đấy, 1,2 kg. Và đó là về phần phía trước, bây giờ em sẽ quay sang phía sau cho các bác để chúng ta nhìn những cái kết nối ở phía sau cũng như là những công nghệ mà các bác có thể được sử dụng. Điều đầu tiên ấy, vào đập vào mắt chúng ta là gì? Bình thường một số thiết bị giải mã thì nó chỉ có thể giải mã đưa ra tín hiệu out là tín hiệu AV thôi, RCA thôi. Nhưng ở trên Cambridge CNV2 còn trang bị thêm một cổng ba lăng nữa. Thực sự nó rất đáng đồng tiền các bác, mới chỉ hơn chục triệu mà bác có những kết nối này, em nghĩ là rất là đáng đồng tiền đấy. Ngoài ra thì các bác sẽ lấy tín hiệu ba lăng này xuống, xuất xuống âm ly có cổng ba lăng. Đây là điểm cộng rất là lớn đối với Cambridge mà hầu hết không phải thiết bị đồ giải mã nào cũng có được. Thường các sản phẩm của Đền Đông hay là Mazda thì nó chỉ có AV thôi, còn khi muốn xuất ba lăng mà chất lượng âm thanh cao hơn, ổn định hơn thì đó là điều ít điều mà đồ giải mã ở phân khúc tầm tiền này có. Sẽ có những ngõ kết nối đầu vào cho chúng ta. Đây là hai đường coaxial in D1 D2, tức là các bác sẽ có tới bốn ngõ kết nối. Chúng ta sẽ có là gì? Cổng đồng trục để các bác có thể kết nối với đầu CD chẳng hạn, giải mã tín hiệu từ CD qua đây, hoặc là cổng quang để giải mã tín hiệu từ TV xuống và giải 32 bit 768 kHz đấy. Và bên này cũng thế, cũng tương tự như vậy, có tới hai khu vực để chúng ta có thể sử dụng kết nối nhiều hơn. Ngoài ra thì có một cổng rất là hay, cổng USB DAC. Cổng này thì dành cho các bác mà thường chơi những dàn PC gaming ấy. Tức là các bác muốn chơi nhạc và hay dùng máy tính nhiều ở muốn có một phòng gaming mà chúng ta muốn chơi những thiết bị nhạc loa tip ở bàn chẳng hạn, hoặc là những loa ở để ở bàn mà chúng ta muốn đưa tín hiệu nhạc số chất lượng cao từ máy tính sang, các bác có thể sử dụng cổng audio in USB này. Đây là cổng rất là hay đấy. Và đây là ngõ Bluetooth thì có lẽ em sẽ lấy hộp phụ kiện và em mở ra để em sẽ lấy cho bác một số cái thanh Bluetooth để kết nối vào đây. Thì cái Bluetooth này của hãng thì sẽ kết nối cho chúng ta là kết nối xử lý tín hiệu MQA các bác, MQA và đạt chuẩn chuẩn aptX, Bluetooth aptX 4.2, và sẽ kết nối qua cái ngõ này để xử lý tín hiệu. Và cá nhân em thì cũng đã được sử dụng rất là nhiều sản phẩm của Cambridge rồi, tiêu biểu như là Cambridge CGA61 hay là CGA81 ấy. Thì riêng Bluetooth của Cambridge thì các bác yên tâm là nó cực kỳ hay, các bác rất là hay. Đó, đây em sẽ xoáy cái này vào, rất là hay luôn cho các bác, rất ấm tiếng, nó không khác hoàn toàn với độ trễ rất là thấp, cực kỳ thấp về độ trễ. Nếu các bác mà đã điều kiện, các bác trải nghiệm qua cửa hàng em, các bác trải nghiệm cái sản phẩm của Cambridge thì các bác nên thấy rằng Bluetooth của Cambridge Audio là một sản phẩm em đánh giá rất cao trong thị trường, mặc dù nó không phải là 4 chấm hay là 5 chấm, nhưng mà cái chất âm nó tạo ra cực kỳ hay và nó delay rất là ít. Thì cái này có lẽ là rất nhiều các bác đã kiểm chứng và chơi rồi. Đây là cái phần dòng tên của nó. Ngoài ra thì thiết bị này sẽ sử dụng thêm một cái cục nguồn là 12V 2A để sử dụng, và sẽ kết nối cũng như là cắm nguồn qua điện 220V vào đây. Nó sử dụng điện rất là ít và rất là dễ để kê kích cho các bác. Đó. Đó là về toàn bộ những cái kết nối cũng như là cái khả năng chơi của Cambridge C Dark Magic 200M. Đó. Và đây là một sản phẩm mới chính hãng 100% quá nhá, bảo hành chính hãng lên tới là 1 năm. Tổng hợp lại một chút cho các bác là gì? Tất cả các bác nào đang yêu thích, đang tìm một thiết bị giải mã vừa phải tiền mà có những kết nối rất là hay, giải mã rất là cao như vậy, như chúng ta có thể giải mã qua Smart TV này, qua cổng quang, qua đầu CD, cổng đồng trục, hay là qua muốn chơi qua Bluetooth chất lượng cao, hay là muốn chơi từ máy tính sang qua thiết bị PC hay là laptop vân vân, thì các bác có thể tham khảo và lựa chọn mẫu DAC Cambridge Magic 200M, một trong những thương hiệu âm thanh mà nó rất là lâu đời, đã có tên tuổi rất lâu đời chứ không phải là mới đây các bác nhé. Và khi sản phẩm như vậy thì sẽ mang lại một cái trải nghiệm rất là tốt, em khẳng định luôn, và nó sẽ mang lại chất âm rất tốt khi mà chúng ta phối ghép với âm thanh trong nhà. Đó, đây là khi em vừa bật nguồn lên thì nó sẽ chạy đèn như thế này. Ok, hiện tại đang ở cổng USB DAC, bây giờ em sẽ chuyển về cổng quang chẳng hạn, hay cổng Bluetooth và phối ghép. Và ngay bây giờ đây thì không để các bác chờ lâu hơn nữa, thì em sẽ phối ghép chiếc Cambridge này với những sản phẩm đang có tại nhà em. Đó, một vài sản phẩm như là âm ly Mazang PM607, hay là sẽ phối ghép cùng cặp loa DIN Audio EMIT
New M20 các bạn nhé, mời bác cùng lắng nghe. Vâng, và định đã kết thúc video nhưng mà em mới mới trải nghiệm thêm một chút thì em thấy có một số cái kiến thức cần về phải chia sẻ với các bác luôn. Đó là khi mà các bác mua về và các bác kết nối thiết bị lên, nếu mà các bác cảm thấy là âm lượng rất là nhỏ mặc dù chúng ta đã mở rất to nha rồi, Mùa đông nó vẫn ơi ơi đó, anh đang nó vẫn nhỏ so với cái cảm nhận của chúng ta ấy. Thì các bác sẽ giúp em là bạn nút lên đó thì nó sẽ to cái âm lượng đầu ra, thì các bác chỉ cần cho nhích âm lượng một tí thôi là nó to rồi. Khi anh đã lùi đó, thì khi mà đây là một thông tin mà em cũng vừa mới update thêm để em bổ sung cho các bác trong cái quá trình trải nghiệm sản phẩm, thì rất mong các bác có thể ủng hộ kênh bằng cách cho em xin một nút like hoặc đăng ký kênh ở phía bên dưới để chúng ta có thể tương tác với nhau được nhiều hơn. Và ngay bây giờ đây thì em sẽ gửi tới các bác những bản nhạc test tới từ cái chiếc đầu xe Mã Cambridge Dark Magic 200M này các bác nhé. Thank you.
trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ chơi bốn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhiều cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho cơn mê chiều, nhiều hoa trắng bay cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Bước chân em về, nào anh có hay gọi em cho nắng chết trên sông dài. Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ chơi buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu. Áo xưa dụ nhiều cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Gọi em dài loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây, gọi em cho nắng chết trên sông. Em bây giờ mơ xa nẻo mây, gọi em cho nắng.